4 ngày sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, chiều hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đáp án của tất cả các môn thi trong kỳ thi này. Hiện các tỉnh thành đang trong giai đoạn chấm thi, dự kiến công bố kết quả vào sáng ngày 17 tháng 7. Ngoài ngữ văn là môn thi tự luận, được chấm hai vòng độc lập, các môn trắc nghiệm được chấm bằng máy với phần mềm chuyên dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Sau khi biết điểm, thí sinh có 10 ngày để đăng ký phúc khảo, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7. Thí sinh có nguyện vọng vào đại học sẽ đăng ký trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục từ ngày 18 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 với hơn 1.070.000 thí sinh. 4 bài thi gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ và bài tổ hợp khoa học tự nhiên, lý, hóa, sinh và khoa học xã hội, sử, địa, giáo dục công dân. Năm ngoái, môn giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất 8,29, kế đến là văn với 6,86 điểm. Tiếng Anh cũng là môn duy nhất điểm trung bình dưới 6. Tổng số bài thi đạt điểm 10 năm ngoái là gần 16.400 bài, gấp gần 3 lần so với năm 2022. Số bài thi bị điểm liệt từ 1 trở xuống là hơn 650 bài. Với kết quả đó, 98,88% thí sinh đậu tốt nghiệp là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2015. Trong số này, hơn 546.000 em đăng ký xét tuyển đại học.